Nhưng mà phải nói là Đức Long cũng đã đề phòng và kéo vào không cho chạy, nếu chạy thì trọng tài chạy nhiều, trọng tài sẽ chấp nhận đấy, cứ kéo. Mà nói một miếng cài chân, một miếng cài chân của Đỗ Thị Thanh Hương. Hai đội thi đấu tiếp tục. Vâng, thi đấu cái này chúng tôi sẽ dành thời gian cho hai đội thi đấu, nếu không mà lâu quá là chúng tôi lại dùng biện pháp cân đấy. Nào, đánh lên. Được thua ở kèo này nếu được luôn. Vâng, đại thế võ tập đầu. Vâng, tiên nhiên biệt trong võ tập đầu. Ghim gãy xuống qua một tay. Thì là để tìm cái đánh sắc luôn. Chuyện rồi, rất là khéo. Đánh liên tục, liên tục. Phải nói rằng nữ mà có những bên đánh liên tục rất là phong phú của Đỗ Thị Thanh Hương. Chứng tỏ Đỗ Thị Thanh Hương cũng là người. Vâng, tài đã cắt còi sự theo dõi của trọng tài và nhất là sự trọng tài của hàng ngàn khán giả đã vô tay reo mừng. Như vậy là kèo vật vừa qua, sự chứng kiến của quý vị và các bạn và đặc biệt là đồng chí Lê Hồng Quảng, chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã trường Tiểu Bang, sẽ thưởng nóng cho đô vật nữ Đỗ Thị Thanh Hương. Mời Đỗ Thị Thanh Hương vào giữa giới để nhận phần thưởng. Vâng, đây là tiền túi của ông trưởng ban Lê Hồng Quảng và thưởng nóng Đỗ Thị Thanh Hương vào đặt. Tức là ông trưởng ban thấy hâm mộ quá mà lấy tiền túi ra thưởng nóng cho Đỗ Thị Thanh Hương 300.000 đồng. Mời Đỗ Thị Thanh Hương vào xuất. Vâng, nhưng còn phần hoa là ông trưởng ban có mượn của ban tổ chức, vậy thì nhận hoa xong phải trả. Vâng, và giải thưởng của Đỗ Thị Thanh Hương là 500.000 đồng nếu thắng trận này. Mời đồng chí trưởng ban tổ chức chuẩn bị 500.000 đồng để trao giải cho Đỗ Thị Thanh Hương. Vâng, xin mời Đỗ Thị Thanh Hương đứng ra, tiếp tục đứng ra giữa sân. Chúng tôi ban tổ chức đã có được nhận sự ủng hộ và thưởng nóng cho Đỗ Thị Thanh Hương, đó là cụ Cao Liên, cụ nguyên là chủ tế của năm 2016-17. Thưởng nóng cho vận động viên, cho Đỗ Thị Thanh Hương. Xin mời cụ nguyên chủ tế của năm 2016 và Hoàng Văn Sơn lên thưởng nóng. Xin kính mời cụ Hoàng Văn Sơn. Vâng, cặp vào là thưởng 100 nữa, tức là ngày hôm qua 500 và thưởng nóng nay là 400, là tỷ giá đến 900 rồi. 150 thành 1 triệu. Vâng, như vậy là kết quả thi đấu của Đỗ Thị Thanh Hương và kết quả thưởng nóng. Xin mời Thanh Hương tiếp tục được nhận phần thưởng. Mời vào đứng dậy ạ. Được được. Bằng vất xin mời ạ. Đồng chí Tịch Sô ạ. Đồng chí Hoàng chủ tịch Văn Chi là phó chủ tịch ủy ban xã và thưởng nóng cho Đỗ Thị Thanh Hương là 500.000 đồng. Mời Đỗ Thị Thanh Hương tiếp tục đứng lại. Giữa sân. Cụ Đào Văn Dục là trong ban chấp hành của ban di tích cũng thưởng nóng 200.000 đồng. Vâng, thay mặt cho Đỗ Thanh Hương. Vâng, đến đây thì lại nhận được sự tiếp tục thưởng nóng cho Đỗ Thị Thanh Hương, đó là võ sư Phan Văn Đức đã thưởng 500.000 đồng và hiện nay thưởng thêm 200.000 đồng là 700.000 đồng. Thoải mái, tiền đi hát mà đi hát sao. Vâng, xin thay mặt cho hàng đô, cho vận động viên Đỗ Thị Thanh Hương xin được cảm ơn và xin kính chúc các cụ, các ông bà và toàn thể các bác một năm mới cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Và như vậy Đỗ Thị Hương đã nhận được thưởng nóng và lấy giá trị 500.000 đồng ngày hôm qua của ban tổ chức và do ông phó chủ
chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đã lên trao giải, đó là tiền giải thưởng của ban tổ chức. Nhưng ban tổ chức cũng xin được thông qua về thể lệ, Đỗ Thanh Hương vừa rồi được rất nhiều quý vị khán giả mến mộ thưởng nóng. Thế nhưng về thể lệ thì vẫn phải thắng thông hai keo liên tiếp mới giành được giải đèo. Hiện nay là Đỗ Thị Thanh Hương của Thạch Thất đã nhất thắng. Mời các hàng đô nam nữ trong và ngoài huyện có thể vào gặp ban tổ chức để đăng ký tham gia đua tài với Đỗ Thị Thanh Hương. Xin nhiệt liệt hoan hô. Mời các hàng đô. Và đặc biệt là ban tổ chức ưu tiên cho các chị em phụ nữ của địa phương. Vâng, cũng để là rèn luyện, để là giao lưu, thế nhưng cũng là cơ hội để các đô nữ của địa phương thể hiện, và là cũng là dịp để cho các đô nữ kiểm tra sức khỏe. Xin mời ưu tiên số 1 là cho các đô nữ của địa phương. Tiếp sau đây là trận thi đấu ở lèo số 12 giữa Trọng Hải của Gia Lâm đã nhất thắng và Văn Huy của Hoài Đức xin theo. Mời hai đô vào giới thay trang phục để làm thủ tục thi đấu.